Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 4 tháng đầu năm đã tăng gần 4% so với cùng kỳ năm trước, gần bằng cận dưới của mục tiêu lạm phát cả năm. Các chuyên gia cho rằng, mặc dù chịu nhiều áp lực từ biến động trên thị trường quốc tế và trong nước, lạm phát đã được kiểm soát. Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn là một trong những vấn đề đáng lưu ý trong những tháng còn lại của năm 2024. Các chuyên gia kinh tế nhận định, từ nay đến cuối năm, áp lực lạm phát có thể sẽ gia tăng khi phải chịu tác động bởi nhiều yếu tố. Đó là những tác động từ bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của Việt Nam, như bất ổn địa chính trị, giá nguyên vật liệu đầu vào thế giới đang ở mức cao, tỷ giá Việt Nam đồng đô la Mỹ hay giá xăng dầu biến động. Tác động bên trong do việc điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục, y tế và thực hiện chính sách cải cách tiền lương cũng sẽ tạo áp lực không nhỏ cho lạm phát. Ngay từ quý 1 của năm 2024 cũng đã cao hơn của quý 1 năm 2023. Và tháng 3 thì có giảm so với tháng 2, tuy nhiên thì đến tháng 4 thì lại gia tăng. Cái gia tăng của lạm phát này nó phụ thuộc không phải là tác động bên ngoài như là áp lực của những năm trước đây, mà nó đang do tác động của chính một số cái thị trường, đặc biệt là những cái thị trường tài sản gia tăng giá rất là mạnh, kể cả như bất động sản, kể cả như là vàng. Để kiểm soát lạm phát trong ngưỡng mục tiêu đã đặt ra, các chuyên gia kiến nghị chính phủ cần kiểm soát tốt giá hàng hóa trước tác động của lạm phát tâm lý, đồng thời cần thực thi linh hoạt, hài hòa chính sách tiền tệ để kiểm soát tỷ giá và lãi suất, bảo đảm kiềm chế đà tăng của tỷ giá, tránh tác động bất lợi tới lạm phát và các yếu tố vĩ mô khác. Chúng ta cũng đã có một vài những cái động thái, kể cả Ngân hàng Nhà nước cũng đã bán dự trữ đô la để mà bình ổn cái tỷ giá. Tuy nhiên cái bước cuối cùng là tăng lãi suất điều hành thì tôi tin rằng là cái bước này nó có thể ảnh hưởng đến các ổn định hoặc là những cái yếu tố vĩ mô khác như là lạm phát và hỗ trợ cho cái sự phục hồi tăng trưởng của doanh nghiệp. Chính phủ cần cân nhắc đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ tài khóa như giảm thuế phí để giảm gánh nặng chi phí cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về điều chỉnh giá dịch vụ y tế và giáo dục, các bộ ngành địa phương sẽ đánh giá tác động ở từng thời điểm để quyết định. Với kinh nghiệm điều hành lạm phát của chính phủ trong nhiều năm qua, Việt Nam vẫn sẽ giữ được mục tiêu lạm phát từ 4 đến 4,5% đã đề ra. Thưa quý vị, trong nửa cuối năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng sẽ tổ chức các đợt khuyến mại tập trung với mức giảm giá tối đa lên đến 100% tổng giá trị hàng hóa dịch vụ được khuyến mãi. Trong đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình khuyến mại tập trung chia làm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 và đợt 2 diễn ra từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12. Trong cả hai đợt, thương nhân tham gia được phép áp dụng giảm giá tối đa lên đến 100%. Tại Hà Nội, chương trình khuyến mại tập trung năm 2024 được tổ chức vào các tháng 5, 7, 11 với mức giảm giá khuyến mại lên tới 100%. Tại Đà Nẵng, từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 8 sẽ diễn ra khuyến mại kích cầu mua sắm quy mô lớn với mức giảm giá tối đa 100%. Thưa quý vị, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch chính là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây cũng là một trong những vấn đề cấp bách đặt ra trong xây dựng thương hiệu sản phẩm du lịch Việt Nam một cách bền vững. Các chuyên gia cho rằng ngành du lịch đang có sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, tuy nhiên cũng phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có sự thiếu hụt về nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Bất cập hiện nay là mỗi năm có hàng nghìn sinh viên ngành du lịch ra trường, nhưng hầu hết các khách sạn 5 sao hay hướng dẫn viên quốc tế lại là sinh viên tốt nghiệp ngoại ngữ được đào tạo ngắn hạn. Vì vậy, đại diện các cơ sở đào tạo du lịch đề nghị cơ quan quản lý nhà nước cần nhanh chóng thống nhất và đưa ra chương trình chung cho các cơ sở đào tạo với tiêu chí bám sát tiêu chuẩn kỹ năng nghề, tăng cường tỷ lệ thực hành, tăng cường hơn nữa việc hợp tác quốc tế trong đào tạo. Đối với nguồn nhân lực hiện nay, nếu nói mà cách đa to múa lớn theo cách nói của chúng tôi thì đầu tiên đó phải đáp ứng theo chuẩn quốc tế. Trong cái giai đoạn chuyển đổi số hiện nay thì nguồn nhân lực phải là những người thông minh và đặc biệt là phải tránh những cái tác nhân mà đang ảnh hưởng đến cả hệ thống các tài nguyên và cái sự phát triển của một quốc gia trên nhiều phương diện. Nguồn nhân lực của chúng ta hiện nay nó phải đảm bảo được tất cả các cái chuẩn đề ra đối với ngành nghề cũng như là đối với cái yêu cầu đối với từng vị trí công việc mà nguồn nhân lực đó đảm nhận sau khi tốt nghiệp và ra trường. Trong bối cảnh thỏa thuận cho phép dịch chuyển lao động du lịch có tay nghề thuộc khối ASEAN, người làm du lịch nước ngoài có thể tràn vào Việt Nam khiến người làm du lịch Việt Nam có nguy cơ mất việc ngay trên sân nhà nếu không nâng cao năng lực chuyên môn và thái độ làm việc. Do đó, nhân sự làm việc trong ngành du lịch phải luôn học hỏi, tận dụng tối ưu những lợi ích của công nghệ và rèn luyện kỹ năng thích ứng linh hoạt với những xu hướng mới nhất của ngành.
chuẩn quốc tế. Sáng ngày 26 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ phối hợp với ngành y tế tỉnh tổ chức Ngày hội chăm sóc sức khỏe người lao động năm 2024. Ngày hội đã thu hút trên 2.850 công đoàn viên người lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các đơn vị nhà máy ở 13 trên 13 huyện thành thị trong tỉnh. Hàng trăm y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế ở 13 trên 13 huyện thành thị trên địa bàn đã đồng loạt thăm khám, tầm soát bệnh nghề nghiệp, tư vấn sức khỏe, xét nghiệm các loại, cấp phát thuốc cho người lao động tham gia ngày hội. Đây là hoạt động vì an sinh xã hội phục vụ lợi ích thiết thực của đoàn viên người lao động trong tỉnh. Ngày hội chăm sóc sức khỏe cho người lao động là cơ hội để người lao động thuộc khu cụm công nghiệp trên địa bàn được tiếp cận các dịch vụ khám, tư vấn sức khỏe, đặc biệt là tư vấn các bệnh nghề nghiệp có thể phát sinh trong môi trường lao động. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ đã trao tặng hàng chục suất quà cho các đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Với mong muốn tạo thêm nhiều tủ sách tặng các trường học vùng sâu vùng xa, trẻ em nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, năm nay, nhóm Fly to Sky đã tiếp tục tổ chức hoạt động đổi sách lấy cây. Đây là năm thứ 6 nhóm tổ chức hoạt động ý nghĩa này và đã truyền tay hàng ngàn cuốn sách đến người cần. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, anh Nguyễn Bảo Toàn cùng con gái quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã mang những cuốn sách của năm học vừa rồi đến để đổi lấy cây xanh, vì mong muốn góp phần lan tỏa ý nghĩa của chương trình đổi sách lấy cây. Mình dẫn bé đến đây là để tham gia chương trình là đổi sách lấy cây. Sách này đa số là sách giáo khoa của hai bé nhà mình, năm rồi mới học xong để lại. Kèm theo đó là một số vở đã được viết sẵn, cho nên là sử dụng mục đích là giúp cho bé hiểu hơn giá trị ý nghĩa của việc tiết kiệm và bảo vệ xanh cái trái đất của chúng ta. Hoạt động đổi sách lấy cây đã được nhóm Fly to Sky thực hiện trong suốt 6 năm qua. Mỗi năm thu về từ 10 đến 20 tấn giấy, sách các loại, qua đó lan tỏa sâu rộng, thu hút hàng ngàn người tham gia quy đổi sách giấy. Chương trình đổi sách lấy cây là các hoạt động thường niên do nhóm thực hiện Fly to Sky triển khai từ năm 2019. Chương trình đó thì kêu gọi cộng đồng quyên góp sách này, giấy các loại. Năm nay thì còn phát triển để kêu gọi cộng đồng quyên góp thêm rằng là vỏ chai nhựa, vỏ lon và sản phẩm quần áo cũ, rồi là đồ dùng học tập để mà đổi lấy cây xanh và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Rồi sau khi thu thì chúng tôi sẽ tiến hành phân loại và tiến hành hỗ trợ trao tặng và tái chế theo quy trình. Hoạt động đổi sách lấy cây được thực hiện vào thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, từ nay đến hết ngày 28 tháng 7, tại 30 điểm đổi ở 7 địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Gia Lai, Cần Thơ. Qua hoạt động này, mỗi năm nhóm đã truyền tay từ 500 đến 700 bộ sách giáo khoa, cùng với nhiều tủ sách, thư viện cộng đồng được trao tặng đến các trường học vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở bảo trợ xã hội, giúp cho hàng ngàn trẻ em được có sách đến trường vào năm học mới. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương đã trở thành mẹ đỡ đầu cho nhiều trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Hải Dương, qua đó giúp cho các em vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, cảm nhận được nhiều tình yêu thương hơn. Vừa tròn 10 tuổi, thế nhưng em Phạm Khánh Hương đã mất cả cha lẫn mẹ, hiện đang ở với gia đình bác nhưng hoàn cảnh của bác em cũng thuộc diện khó khăn. Nắm bắt được hoàn cảnh của Hương, Đại úy Trần Thị Phương, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Hải Dương đã nhận đỡ đầu và cùng những mẹ đỡ đầu khác trong Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương chăm lo cho em. Con cảm thấy rất vui khi được các mẹ trong Hội Công an tỉnh nhận nuôi vì các mẹ thường xuyên cho con lên đây chơi và mua quần áo đẹp và giày dép cho con. Mong muốn của tôi thì làm sao được các con khi trưởng thành lên thì có cuộc sống làm sao nó không bị thiếu thốn tình cảm của người mẹ, để con có chỗ dựa. Sau 2 năm thực hiện chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Công an tỉnh Hải Dương đã nhận đỡ đầu 40 cháu mồ côi với mức hỗ trợ trung bình là 6 triệu đồng một cháu một năm. Trong đó có 29 cháu được lực lượng công an xã nhận đỡ đầu. Những cái tình cảm ngây thơ của các con cũng là cái động lực để cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nói chung cũng như là Hội Phụ nữ Công an tỉnh chúng tôi nói riêng tiếp tục phát triển và phấn đấu để hy vọng rằng cái chương trình lan tỏa và đi được đến nhiều các con mồ côi còn đang thiếu thốn tình cảm và về những cái vật chất trong xã hội hiện nay và trong địa bàn tỉnh Hải Dương. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ trên trận tuyến chiến đấu với các loại tội phạm, tham gia thực hiện tốt các phần việc phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc hiệu quả, thì việc tham gia chương trình mẹ đỡ đầu của những bông hồng thép đã góp phần tô thắm hình ảnh người nữ chiến sĩ công an nhân dân.